kỷ niệm lần thứ 86 của Đức Phật Quốc Thanh, chúng con xin cung thỉnh đáp tay luôn thật hồng hoàng hóa cảnh cô bác rất nhiều những người đã quá giả cầu về đây họ thật quý vị sáng tạo tác con cô đây là một năm lâu đây là một năm lâu đây là và tiếp theo đó cái phần cầu nguyện một lần một lượt ở tại Phạm Thiên cũng như ở Phạm Thiên tôm nha cả nhà, tôm với cái bí ở dưới nè, cái bí vợ với tôm đồ chay cút cút không cút cút nè cút chay cút chay còn cái món này gì hả rồi, ngon quá ha xôi hả xôi nha cả nhà quá xá đồ ăn luôn. Quýnh, bắt đầu. Mình xin chào cả nhà nha. Bữa nay cái video này là mình đi quay chùa Bà Năm nha cả nhà. Chùa Bà Năm nằm về ở Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Bây giờ là mình đang đứng ngoài cổng nha cả nhà. Bây giờ mình lại mình quay chỗ anh em có bác người ta cho bánh mì nè cả nhà. Cả nhà chờ xem nha. Bữa nay là ngày mùng 5 nha cả nhà. Ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022 lịch là bữa nay là ngày lễ chánh. Cho bánh mì. Bánh mì đây đòn nào cho gì? Đòn Long An. Tên nào tên gì á? Tên Mạnh hả? Chú cho bánh mì đây hay vậy? Cho bốn. Bốn hả? Còn bánh mì bên đó là của ai? Bánh mì của chị Tiết. Chị Tiết. Cái đòn cho bốn ở đâu chú? Tại chùa luôn. Chùa này hả? Đâu đó, cộng đạo thôi chứ không phải. Tại chùa có bà Năm luôn. À, ở này cái này là chung chùa cho. Không, cái này cái đòn. Cái đòn chung chùa phải không? Cái đòn của cái khác. Dạ. Đang ở tại địa phương này. Dạ. À, chú đứng ra cho luôn đó chú. Dạ. Sáng cho bún, trưa cho cơm. À. Chiều là đãi nấu đãi thoải mái luôn. Cho thoải mái luôn. Mà đây tới khoảng 12 giờ là dứt điểm hả chú? Rồi, có thể 1-2 giờ còn khách cứ đãi hoài tiếp tục. Dạ, bữa nay mùng 5 là dứt điểm đó. Chánh lễ luôn. Chánh lễ luôn là 12 giờ là dứt gì? Không có dứt. Có như còn khách là đãi trước luôn. À, như còn là còn đãi hoài luôn, là suốt ngày luôn. Cái đoạn xa người ta tới đó mình sẵn sàng. Dạ. Dạ. Tên ai gì tên gì? Tên Mạnh là ở Tân An. À, Út Hạnh. Tổ từ thiện của Út Hạnh. À, tổ từ thiện Út Hạnh là ở Tân An. Dạ. Chỉ huy có thể kia mà. Dạ.
Vậy cảm ơn chú nha. Rồi bữa 13 muốn cần gì đó đất quân sư có luôn. Rồi với bữa 13 là đất quân sư chú có lên chảnh đó phải không? Có luôn. Rồi đi lên bữa đó lên kiếm không quay luôn. Dạ. Giờ mình đi thẳng vô nha, đi thẳng vô chùa Bà Năm. Đây là lại cho bánh mì nữa nha. Ồ. Cái này nước này nước gì? Cái này súp cà. Súp cà hả? Dạ. Ồ ngon quá. Dạ. Chú. Để cho bạn thấy nè. Để chị coi bánh mì này cho nhiêu ổ hả con? Dạ 3.200 ổ. 3.200 ổ hả? Dạ. Nào sáng giờ được phân nửa chưa? Hơn phân nửa rồi. Cho sáng giờ cả 2.000 ổ. Sáng giờ cho cả 2.000 phải không? Dạ. 3.200 ổ. Chỗ riêng nữa đó. Vậy hả? Quá cho bánh mì luôn, 3.000 mấy mà sáng giờ là muốn bứt luôn. Còn đây là đẩy bún mà. Gì? Ở đây đẩy bún mà giờ bún. Mà. Bún, bún ở đây đẩy bún gì ạ? Bún cua, bún diêu. Ờ, đồ chay. Đồ chay nha. Ngon lành luôn. Vậy là ngày nay nó là ngày nay là ngày cuối. Dạ, ngày chánh dỗ của Bà Năm. Chánh. À dứt điểm. Dạ. Dứt điểm. Dạ. Cái đòn là cho bún này là ở đâu vậy? Đòn của chị Hai Mạnh ở Tân Châu. À, cô Hai Mạnh. Cô ở Hai Mạnh Châu. Đó, Tân Châu đó. Rồi, bà ở đâu ạ? Đây cái này. Thôi để được kiếm bà đi quay đoạn coi. Dạ. Dạ chú. Nó mua quay đi đâu ạ? Dạ. Này là cho bún bún cua chay nha cả nhà. Đây là bún cua chay nè. Đi quay chút xíu đảo loan bây giờ thấy ngon quá. Cái này đòn của chị ơi. Cho hỏi thăm cái đòn này của cô Hai Mạnh hả? Ở Tân Châu phải không? Dạ. Này đòn của cô Hai Mạnh nha. Rồi là cho bún bún cua chay. Quá ngon. Bữa nay đông nha cái nhà, bữa nay là còn một ngày chốt nữa. Bữa nay là ngày mùng 5, là ngày lễ chánh, là ngày nay nó là giờ dứt điểm. Bên đây là hình như là cho bánh hỏi nè cả nhà. Bên đây chắc cho bánh hỏi quá. Này bánh hỏi mình đãi gì? Dạ đãi cúng cộng. Đãi mà đem lên cúng phải không? Dạ. Trước cúng là sao đãi? Dạ. Dạ. Gì? Mấy gì à? Mấy gì ở đâu à? Ở Tân An. Ở Tân An hả? Mình ở đây luôn. Dạ. Cảm ơn vậy nha. Là bánh hỏi nè để đem lên cúng. Trước cúng. Cúng rồi trước cúng. Trước cúng sao đại. Dạ. Chị ơi cho hỏi thăm cái bữa nay mình đãi mấy món hả? Làm nhiều món lắm anh. Có khoảng bao nhiêu món? 10 không? 10 món, 15 món đảo lên. À, tự chọn là cái chạy cơm số 4 phải không? Tự chọn là chạy cơm số 4. À. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Này là tàu hủ sò bắp cải. Dễ ớt vô coi, giờ ngon quá à. Này à, củ cải xào à, tàu hủ phải không? Cải kho tàu hủ. Kho tàu hủ. Giờ ngồi đi nè. Ok. Tự chọn. Kìa chả kìa, đưa chị Năm rồi đó. Chị ơi cho em hỏi thăm coi mấy ngày nay chị đãi làm sao? Cũng bình thường, đông lắm mà hôm qua thì rất là đông luôn. Vậy hả? Dạ, còn bữa trước mưa tầm tã nhưng mà bánh xèo vẫn là đổ đông. Đổ không kịp luôn. Đổ không kịp luôn. Anh em trong đoàn của tụi tôi là ướt hết nhưng mà vẫn đãi cách bình thường. Dạ. Dạ, tới cuối cùng đoàn nhà không có bánh xèo ăn. Không có xèo ăn luôn. Cơm, nấu cơm. Nấu cơm quẹt, luộc rau. Ăn hoài cũng ngán à. Để cho bá tánh người ta có đầy đủ là tụi tôi ấm lòng. Dạ. Rồi mở nay là buổi sáng một buổi nữa cỡ 9-10 giờ xong hai bao gạo là tụi tôi cũng về. Dạ, ngày nay là như là ngày chánh là ngày, chánh luôn. Ngày nay là bắt đầu mình cuốn nếp về. Cuốn nếp về dạ, nhưng con. Mà đi về buổi chiều mùng 5. Sáng ngày mai lại là mùng 6 tụi tôi tới bữa mùng 10 mấy 11 12 13 là ở bên bà Trúc chị có đi mùng không? Mùng 6 đi.
Mùng 6 là chuyển đồ đi vô trong Ba Chúc. Ba Chúc. Là cái lễ đó là lễ nước, của Đức Bổn Sư phải không ta? Đức Bổn Sư. Dạ. À, vô chổng là mùng 6 cô chuyển đồ đi hết anh em. Cổ bị đi mùng 6 mình vô chổng mình thủ trước cái chỗ thủ chỗ đổ trước phải không? Chỗ đổ. À. Rồi tới mùng 10. Mùng 10 là bắt tay vô việc. Trời. Hả? À, mùng 6, mùng 7, mùng 8. À. Là lễ đó tới 13 đó, ngày 3 là 13 là lễ chánh đó. 13 là lễ chánh nhưng dạ. Mà anh em phải chuẩn bị đồ chuẩn bị đi. Trước, đi trước. Chuẩn bị trước. Dạ. Để về chuẩn bị đồ đạc trong 3 ngày cho anh em được nghỉ ngơi. Dạ. Rồi tới đó là mình bắt tay vào việc. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Bây giờ mình sẵn cúng thằng mình chút xíu mình đổ đi thôi mà. Cúng. Mình đổ trước, mình cúng rồi mình đợi mới đãi phải không? Nhìn xong. Cúng đất đai ở đây, chủ quyền đây luôn. Dạ. Tụi tôi xin cho được an toàn hết. Dạ. Ba mâm xong rồi tụi tôi đãi khách. Dạ, vậy cảm ơn chị nha. Rồi. Mình cúng trước mình mới đãi sau. Cúng làm cái gì cũng vậy thôi mình. Cũng vậy, phải tin chứ. Phải tin mới được. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cho lên đi nha. Dạ. Đây là quán chỗ cơm tự chọn. Cái này là món này hình như là tàu hủ xào gừng hay gì nè cả nhà. Còn bên đây là thịt heo quay, này đồ chay nha cả nhà. Còn cái này là xào thịt cẩm. Còn ở đây là thịt heo quay. Còn đây là hộp vịt chân. Hộp vịt chân là đồ chay nha cả nhà. Còn đây là cái món này món gì vậy vậy? Xào mặn phải không? Xào mặn. Xào gừng. Còn bên đây món này. Này đồ kho. Thịt kho. Rồi, ngon quá. Cái mà chỗ chạy cơm số 4 không vậy? Dạ, dạ. Vì nhớ con không? Bữa Nguyễn Trung Trực á. Dạ. Nhớ rồi đó. Dạ, có đăng gì lên rồi đó đó. Đó. Bữa nay có lên nay lên nữa rồi. Dạ. Bùi Văn Dùng. YouTube là Bùi Văn Dùng á. Bùi Văn Dùng. Dùng. Dùng dùng á, dùng cơm rồi đó. Dạ. Dạ, cảm ơn gì. Ê bà Tư. Ăn gì chưa? Con có đem khẩu trang cho bà chú có bà nhắc con đưa nha. Để con về đảo vòng con đảo lại. Dạ. Ăn tự chọn nè. Ồ có cà ri nè cả nha. Cái gì ăn mì mì nè. Ồ đẩy giờ đẩy đồ ăn từ thiện đẩy sang sang. Lên đây lò ăn. Quá ngon luôn nè. Ủa nè, thịt hay quay nè cả nhà. Rồi hủ qua hầm nè. Giờ có món này món gì nè? À cá kho. À cá kho. Còn này là đồ xào. Xào thịt cẩm. Còn này là cũng có cá kho luôn. Còn bên đây là tàu hủ xào gừng. À, chả đòn xào gừng. Còn ở bên đây thì tàu hủ. Ê quên nó lộn mà mắm chân. Mắm chân. Thập cẩm. Hủ qua. Ê quay chung video này mình dòm chung video mình dòm thấy thèm ghê luôn ha. Ngon luôn. Dạ quá. Đây là chung chùa cúng nè cả nhà. Mình ở quay. Dân lời Đức Quỳnh giáo chủ dạy bảo. Mỗi khi ăn cơm với mắm muối thì cũng vậy. Chúng con cung kính cô bác quá giảng. Về ăn cơm thì chúng con để tỏ lòng hiếu thảo năm mô của Ai Di Đà Phật. Rồi sáng, cúng sáng. Nhà trong chùa đang cúng cơm buổi sáng nha cả nhà. Rồi chúng ta hướng về đi kính lễ. Chúng con cung cơm xong để tỏ lễ năm mô. Đây là dao để ăn xèo. Cho thơm. Thank you.
lắm. Điện điển, củ sắn, củ dừa. Hát sẽ ngon. Có tiêu, hành, quá thơm. Hát lên hết thơm. Quá ngon. Giá điện điển. Hẹn qua giờ đổ tha. Đổ sao nhiều lắm, nhiều. Đổ không kịp luôn phải không? Dạ, bánh xèo đây đổ da rất... cái da rất là ngon cái gì? Da rất là ngon luôn, nó khô. Có, ngày qua có ăn hai cái rất là ngon. Nó béo mà nó giòn mà ngon lắm. Dạ. Cô làm đó. Dạ. Vậy đó làm được, ăn cho phê cũng được. Đúng rồi. Mình làm ngon. Bữa 13 hẹn tới 13 tháng 10 ngày nay chuyển đồ vô Bà Chúc rồi. Vô Bà Chúc là cái lễ của Đức Bổn Sư là ở Bà Chúc. Là hình như là ngày chánh là ngày 13 đó. Nhưng mà mùng 10 bắt đầu chiên. Mùng 10 đó bắt đầu mình sẽ ra đãi. Bao gạo đó. Mấy chục bao luôn. Dạ. Ai để chồng đi sáu lòng được. Dạ. Tại sáu làm mà. Sáu làm phải chứ vừa vậy. Bánh xèo đổ rất là ngon luôn á, nó giòn mà lại là không có đồ ăn. Cái bánh xèo không bị ướt luôn á. Khô giáo luôn. Dạ, khô giáo luôn, rất là ngon. Đổ còn ngon hơn người bán nữa. Cái người bán mà đổ chưa khéo bằng đây á. Biết sao không? Tại vì cô á cũng vì sáu á, vì sáu á là lâu lâu mới có cuộc lễ phải làm cho chất lượng. Cái tại vì vừa này có người ủng chợ. Dạ. Mình làm sao cho ngon lâu lâu mới lợi một lần. Còn cái người bán hàng ngày ta đầu lâu. Nếu mà đãi suốt ngày là 1000 mấy trái dừa gì? Đúng. Ngàn mấy trái dừa một ngày. Dạ, dừa nhiều lắm. Dừa nó mới ngon. Nhưng mà cái bột mình làm sao cho ngon được. Dạ. Chứ không phải dừa nhiều ngon. Dạ. Có cái đồ niêm từ vô đó cho nó vừa miệng. Đúng không? Mà gạo mình xay ra là đổ bánh xèo ngon lắm. Chứ bột chợ đổ không ngon. Dạ. Dạ. Cô làm nó là ăn có giờ phải không? Dạ, ăn rồi ngon. Ăn thử đi biết. Dạ. Cái nhân cũng ngon mà nước mắm hay nước tương làm cũng ngon nữa. Nước tương cô làm bằng khóm với hạnh nhưng mà. Khóm với hạnh rất là ngon luôn mà kẹo ngon. Cô nước tương cô phải nấu đàng hoàng nghe. Nấu bằng khóm phải không? Dạ. Nấu khóm á, hôm lễ dịch giá là cô nấu 500 trái khóm á. Đó, cô dạ. Gặn 1.000 năm cái nước tương là 300 ký đằng cát, 300 mấy ký đằng cát. Ghê hồn luôn ha. Tại bánh xèo á. Nước tương cô nấu là tiện đó. Bánh xèo nó cũng hao nước tương dữ lắm. Quan trọng nhất cái da với nước tương. Dạ. Nhưng mà điên điển người ta đâu dám mua đâu. Dạ. Mấy cô sáu cũng mua hết. Không u dừa. Đặng miền Tây nó có điên điển nó đúng hại. Dạ, có điên điển mới ngon. Điên điển là không được. Dạ. Bánh xèo là điên điển là ngon nhất luôn. Là ngon nhất nếu mà mình làm bánh xèo mình chế là không được. Dạ. Thấy ở đây là mình đổ thấy là ở đây là điên điển nè. Điên điển nè, củ dừa nè. Rồi củ sắn nè. Rồi giá nữa. Nè, giá nè, điên điển nè. Hồi nãy giờ nói chuyện mà quên hỏi cô thứ mấy ạ? Cô Sáu. Cô Sáu phải không? Cô Sáu là cô tên gì ạ? Dạ, là quê mình ở đâu? Quê cô ở Phú Thượng A, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Phú Thượng A là quê con hả? Con ở Tại Đình á. Ủa, gia đình của ai hả? Dạ, con ở Tại Đình, Long Thuận nè. Vậy là con nói ra cho cô biết con lỗi mì á. Lỗi gì hả? Dạ, chắc nghe xác định luôn á. Cũng biết đó mà. Dạ, là gì à, mà... Vậy biết mì của anh xã rồi. Dạ con biết. Thì đâu trên. Dạ tưởng đâu nãy giờ nói ra cái nhận ở xứ nhà. Vậy vô đó đó, nó đâu xa những nhận. Dạ. Bác này anh không có người, cô nhảy vô nước vợ tổ rồi là ăn nổi đó. Tại dạ. Bánh xèo ngon. Bánh xèo ta đi chung chứ không có làm giống. Vậy chắc biết lộn mì ngay Đình rồi chứ gì. À biết rồi, Đình Đình có biết mà. Dạ. Mình đó dưới sau này có đi đãi bánh mì đó cô lên đặt đi rồi nữa mình cũng phải cho mới dạ hoặc là cho luôn nữa dạ 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 bánh mì bánh nấm xèo ăn rất là ngon rồi làm hết chất lượng dạ ngon mới được chứ làm cái gì cũng phải thôi chứ làm cho vừa miệng dạ vậy là con cũng quay nãy giờ quay đây là 3 clip mà mới biết không biết ở xứ nhà. Vậy cũng cảm ơn ngày Sáu nha, cô Sáu nha. Rồi, tới bữa mùng 10 là mình lên mình quay rồi. Dạ. Là có mùng 10 rồi, có ở Bà Chúc. Lại mình quay bánh xèo nè, cả nhà mình quay cho dĩa bánh xèo cho cả nhà cùng xem nha. Bánh xèo ở đây là cô Sáu là bà nói là đúng đấy, bà đổ cái bánh xèo rất là ngon tại vì bà khéo.
đây này, cái bánh xèo người ta đổ khô khô queo luôn đó nha, thấy không? Bánh xèo là có sáo đổ rất là khéo, nó khô mà lại là có bánh xèo đây là giang thấy sao vậy chị? Ngon, rất là ngon phải không? Béo mà có độ giòn. À, ngày qua mình có ăn rồi, béo mà giòn ngon, ăn cái da cũng vẫn ngon nữa. Mấy chị ở đâu là lại đây cúng hả? Phú Bình hả? À chị. Dạ. Bùi Văn Dùng là YouTube á, YouTube Bùi Văn Dùng. Dạ. Nhà bánh xèo đây đổ nè, bánh xèo đây đổ là cây dừa nè, ha, rất là ngon nè ha. Cái bánh xèo rất là giáo, không có bị ướt luôn nè ha, quá ngon, xa xa một chút rồi vậy được rồi ha, chốc lóc luôn, quá xá dừa luôn, không dính luôn, cái da là ăn rất ngon nha cả nhà, cộng thêm cái nhân nữa, cái nhân là ok. Giờ này cái video này mình quay hơi sớm nha, giờ này mình quay mới có 7 giờ mấy, có khoảng 9-10 giờ rất là đông, tại vì anh em cô bác giờ này cũng chưa có đến cúng đồng, mà bữa nay là ngày chánh nha cả nhà, mình quay hơi sớm. Cho sữa đậu nành này, còn không ăn ngủ đây hả? Em ngủ ngoài kia, mới vô. Mới vô phải không? Dạ. Này cho sữa nành hay gì chị? Dạ, ban tổ chức lễ cúng chùa Bà Bố năm lần thứ 86 trang trọng kính chào quý khách chùa Bà Bố. Bánh mì này mình cho ăn nhiêu ổ rồi chị? Mình cho ra nhiêu ổ lần? Bao nhiêu ổ bánh mì á? Cho bao nhiêu ổ? Cho nhiêu ổ anh nè? Không phải bao nhiêu mà nổ, mà chỉ định cho bao nhiêu ổ á. Cho bao nhiêu ổ bánh mì? Nhiêu? 7 chục ổ hả? Rồi. Năm thứ đậu cho luôn hả? Ơi, rồi quay phim sao? Vậy tới đi ăn xèo đi. Vậy hả? Đây là đậu bánh xèo của Tấm Thi. Đậu bánh xèo Tấm Thi ở Phú Thuận. Phú Thuận phải không Đạt? Ở Phú Thuận là nằm về ở Đồng Tháp. Là đậu bánh xèo. Bánh xèo này là chiến tranh đó quý vị. Ngon vậy trời tư. Đậu rất là ngon. cánh nhà xứ nhà ở Phú Thuận phải không? Phú Thuận gì? Phú Thuận A bơi hả? Phú Thuận A hả? Phú Thuận A phải không? Dạ. Lên đây mấy ngày rồi? Nay đó 5 ngày 4 ngày rồi. Vậy là bữa nay ngày chánh, là bữa nay là mình cũng nốt về quê phải không chị? Bữa nay là giờ rút quân đó. Dạ. Mình rút quân đó. Cái lột cái nón ra coi. Không vậy quay mấy ngày nay mà mới biết là quê nhà. Chưa biết quê nhà đó không? Dạ. Dạ, còn con gì cũng ở xứ luôn hả vậy? Không có. Vì này ở các xã các xứ. Ở Phú mình lại đây tiếp phải không vậy? Dạ. Dạ. Rồi bên nhà mình kỹ quá không? Giữa rồi lao nữa nè. Dạ. Dạ. Gì này thì lên lúc nào cũng có lên mà, coi trực chiến luôn. Dạ gì chắc biết mà, con có quay nhiều lắm. Dạ. 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 Đoàn bánh xèo của Tấm Thi. Dạ gì.
lên vô tiếng luôn á vậy. Bây giờ mình lên YouTube quá gì? YouTube không dạ. Cho họ chưa lên vô tiếng hả? Dạ YouTube. Đâu có được quyền lên vô tiếng mà nó đưa em ra nước ngoài gì vậy? Chân hình người ta đâu có quay dài được, chân hình ta lên có mấy giây à? Dạ. Mình lên YouTube thôi, mình YouTube mình mới coi được dài chứ chân hình ta đâu có quay dài. Ta quay một đoạn ngắn cho mình coi thôi. Múc cho một quay mấy ông đạo anh. Dạ dạ. Ăn đi, ăn đi. Bánh đậu ăn bánh xèo này cậu thấy ăn thấy sao cậu? Ngon không? Ngon. Rất là ngon luôn á. Ai cũng khen. Dạ. Phú Thuận. Quay cái người đẹp này có này là cho bánh xèo qua phải không? Chị đó bánh xèo chị đó có mười xảo. Lần ngày qua cho gì Tư là mười mấy cái đó không? Đang ăn hả? Đang ăn không nhìn hả vậy Tư? Gì đó không bà lão? Chị em học hỏi chị đó đi ra Phú Quốc đó. Giờ mình quay cái bàn trong này là để cho quý vị đem về. Bánh xèo đậu đổ là cho đem về luôn. Bỏ đổ không kịp luôn. Càng ngày càng đông. Ở đây là cái bàn này vừa đãi khách mà vừa cho quý vị đem về. Bánh xèo quá ngon luôn. Cái da có tấm ti đó quý vị. Bánh xèo có tấm ti là nổi danh quý vị. Hả? Dùng cái đi. Nó là Bùi Văn Dùng nó dùng rồi. Dùng rồi. Lên là ăn rồi mới quay. Nó tên Bùi Văn Dùng. Bánh xèo đổ không kịp luôn. Ăn bánh xèo năm nay là thấy bánh xèo ăn mạnh hơn cơm. Bánh xèo là thấy ăn mạnh hơn cơm. Chạy cơm hơi thấy hơi thưa người ăn, còn bánh xèo quá ăn luôn. Ngày nay là ngày vui của bà kỷ niệm ngày lễ bà Năm. Dỗ bà Năm mình. Dỗ bà Năm. Dỗ bà Năm mình cứ ăn thoải mái đi. Quá đông à. Đây chạy cơm số 4, chạy cơm tự chọn. Này canh chua. Canh chua. Mình đem ra thì mình đem về đó.
Nay đổ thấy sao? Đắt không? Đổ không kịp luôn chứ gì hả? Vậy hả? Bữa nay là mình đổ còn ngày chót nữa không vậy? Ngày chót. Ngày chót nó là ngày nay nó là xong phải không? Chút nó dài phải không? Dạ. Mình hả? Mình ở Long Thuận. Dạ. Năm nay cái lượng ăn bánh xèo quá xá là ăn. Ăn bánh xèo mạnh ăn cơm. Bánh xèo đổ quá ngon cả nha. Giờ mình đi dài vô chỗ bắt mâm đãi cúng bà Năm nha cả nhà. Giờ mình đi vô bếp chùa bà Năm. Mình đãi mình quay bắt mâm cúng. Đi cái gì ơi, cho em đi cái. Nhà đãi bánh hỏi. Ồ, cho quay cái chú. Cái món này món gì chú? Cái món này chắc ăn bánh hỏi quá. Dạ. Rồi, món ăn bánh hỏi. Đây là ban tổ chức lễ dỗ cúng bà con năm 2016 đang chào thái đoàn của xã Long An vừa mới tới. Ồ, cái món này là này tôm nha cả nhà, tôm với cái bí ở dưới nè, cái bí vợ với tôm đồ chay. Này là con này con gì vậy? Con này con gì vậy? Thỏ chay, thỏ chay nha cả nhà. Cúc nè, cúc chay. Còn cái món này gì? Hả? Rồi, ngon quá ha. Mình chế cái nước đó. Cái bí vợ với còn tôm ở trên. Với nước xúc cà. Rồi. Này chín rồi, người ta luộc chín rồi. Vậy là ăn luôn đó. Không, cái bí này à. Ăn không được hả? Chứ biết sớm mình để ăn tôm thôi phải không? Dạ.
Đây là cái món này nó về xôi hả? Xôi. Xôi nha cả nhà. Quá xá đồ ăn luôn. Kiểu này à, kiểm kiểm anh. Dạ dạ kiểm chú ơi. Kiểm. Chưa chín hả? Chưa chú đang. Ở đâu? Ở đâu là nấu à? Dạ con ở bên Tân Châu. Tân Châu? Ở dạ. tại xã Tân Châu luôn không? À trên Tân Châu, phường Tân Châu. Chỗ con là phường Tân Châu. Cái người nào nấu kiểm này là tên gì ạ? À cô Nam Hơn, hôm qua. Dạ dạ dạ. Dạ đi tiếp. Đi tiếp cổ phải không? Dạ. Rồi, bữa nay mình hình như mình đãi là 30 mâm ha. Dạ, 30 mâm có hơn chút. Có hơn 30 mâm. Đãi mấy, đãi này nó mấy bữa rồi? Dạ, bữa mùng 1 có bánh từ dài dài tới bữa nay luôn á. Rồi. Ủa, bổ ơi, bổ. Bổ. Bữa nay là cái lễ này là chùa Bà Năm đãi 30 mâm nha cả nhà. 30 mâm là ở ngoài đãi là viên. Còn trong chùa là đãi 30 mâm, nằm quay cho cả nhà xem nha. Đây. Để cho cái đoàn anh em cô bác đến đây cúng đãi nè. Là 30 mâm nha cả nhà. Đãi rất là ngon nha cả nhà. Đủ đồ ăn luôn. Cái món này là ăn bánh hỏi. Món này lẩu, còn mấy món chưa đem ra hết nha cả nhà. Ban tổ chức lễ dỗ bà có năm lần thứ 86, chúng tôi đang nhận kính chào ban trị sự, ban trị sự cơ sở luôn, về mở tối mời quý vị. Đây là cơm, tự chọn. Sao đó ăn đem ra đãi mấy cái món này cho cả nhà xem nha. Đây là cơm, tự chọn. Thank you.
Nhà cô này đậu với đèn đám cháy nào hút 30 giây mới cháu. Chúng tôi cũng xin thông qua cái chương trình hành thánh lễ của ngày lễ dỗ kỷ niệm Bà Chúa Tháng Thứ Sáu, 15 tháng 10 năm 2022 năm nay. Gồm có thứ nhất là phần khai mạc tuyên bố lý do giới thiệu và tham dự, thứ hai là phần nội dung gồm có diễn văn khai mạc, lễ nghi thức tôn giáo diễn văn khai mạc, nhắc lại sơ lược lịch sử của đầu của năm và chương trình trình cúng tập thể trong ngày lễ dỗ ở các ngôi thờ, và có cái phần cầu nguyện thế gian an, và cuối cùng là phần đắc lực ban tổ chức. Sau cùng thì mời tất cả quý vị khách mời, quý vị đồng đạo đồng bào trong ngoài địa phương ná lại dùng với ban tổ chức một cơ bữa cơm thân mật. Một lần nữa chúng tôi xin thông qua cái chương trình hành thánh lễ kỷ niệm lần thứ 86 của năm nay, gồm có cái nhất là phần nghi thức tuyên bố lý do giới thiệu phần tham dự, thứ hai phần nội dung gồm có nghi thức tôn giáo, diễn văn khai mạc, nhắc lại sơ lược lịch sử của chúng ta của năm, chương trình của tập thể ngày kỷ niệm, cũng như có cái phần cầu nguyện của thế gian an, và cuối cùng rất từ ban tổ chức mời quan khách và quý vị đồng đạo cũng như đồng bào trong ngoài địa phương dùng với ban tổ chức một bữa cơm thân mật nhân cái ngày lễ dỗ thứ 86 năm nay. Chị ơi, cho mình hỏi thăm nha. Mình làm từ thiện này chắc cực cái lắm á, gì mà đều mình làm từ thiện mình thấy mình không cực phải không? Dạ, chứ thấy mình sao sức sáng đêm cũng vất vả ha. Dạ. Chị ở đâu là ở đây làm? Ở đâu làm từ thiện hay gì? Tôi ở trên cầu Lộ Giá chỉnh cái đường vô núi nổi đó. Là mình lại đây mình làm tiếp hả? Dạ. Còn cái chỗ bánh xèo này người ta uống thuận a. À. Dạ. Mà mình nhờ mình như mình lại đây mình làm tiếp người ta, làm từ thiện. Dạ. Vậy cũng được, nhưng tốt. Dạ, cảm ơn chị nha. Còn chị ở đâu? Vậy là hai người ở đó bên sát bên chùa lại đi làm tiếp phải không? Dạ, sát bên nhà luôn. Trời ơi, quá tốt rồi. Lỡ ra mình nhập vô đoàn người ta mình làm tiếp thôi phải không? Không phải là mình đi chung đoàn phải không? Hả? Như là thấy là giữa tiết chứ không nhập vô đoàn. Rồi, ok.
gì? Chú chú lên bánh à? Dạ bánh. Dạ chú lên nào nào à? lên rồi chưa sáng giờ à, sáng giờ là chứ chưa về phải không? À. Dạ ăn ngon nha chú. Bánh xèo, bánh xèo là ăn thấy sao, ngon không? Êm ok quá ok luôn, quá ok, rất là ngon luôn á, ai cũng khen hết chứ. Bánh xèo năm nay đổ thấy là đổ không kịp luôn á. Hôm nay là thấy bánh xèo ông mạnh. Vậy là con chào chú nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ dạ. Để lại xin vẽ bánh xèo cho mấy bọn ăn đó hả? Dạ dạ. Dạ ba ngày, ba ngày mùng mười em lên. Ba ngày nữa là tụi chị vô chơi chạy hết rồi đó. Dạ mùng mười là em lên cho ba chút quay. Rồi nhớ dạ. Nha. Rồi cảm ơn chị nha. Quay lần lần nè, quay về nhà coi đừng sợ. Vậy đi cúng ở đây hay gì vậy? Dạ. Vậy ở đâu? Long Phú. Long Phú lên đây. Dạ. Phú Vĩnh mình đó nghe. Phú Vĩnh mình. Rồi lên hồi nào ạ? À? Mới lên hồi nãy khoảng 8 giờ. Chừng nào tính gì nào về? Giờ. Ăn được chưa về? Rồi hết rồi. Ăn bánh xèo đi, bánh xèo ngon. Rồi bánh xèo rồi luôn. Ngon không? Ngon. Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ cảm ơn gì? Dạ. Anh. Rồi nữa có sao đâu. Dạ dạ. Dạ. Hưng Lợi nay thuộc tỉnh Campuchia. Khi Đức Bổn Sư Diên Tịch bà năm về lại Cỏ Lao tại sớm chùa, quá trình thân phụ ông Hà Văn Hương và gia đình rồi xem theo bản đồ chỉ dẫn của Đức Bổn Sư dời hết gia đình về làng Hưng Lợi, là nơi mũi nước dội của đầu nguồn sông Cửu Long, tạo lập nhà cửa lo sinh sinh tế nhà tu học. Riêng bà năm có cất một ngôi tam bảo thờ phụng và công phu sám hối, cũng là nơi bà năm phát thái quy y cho đồng đạo và tu hành đến khi bà qua đời ở ngôi tam bảo này. Năm 46 năm hành đạo và giải đạo, từ năm Canh Dần 1890 đến năm Bính Tý 1936 và năm không sinh sống bằng tiền cúng yếu cúng dường nơi nào không giống mà bà trực tiếp canh tác làm ăn tu học. Ngày 5/10 năm Bính Tý bà viên tịch thọ 93 tuổi. Đến tháng 11 năm 1949 tình hình biên giới bất ổn nên con cháu bà năm phải tỉnh lương của bà về ở cái chùa về xuống ghe
thẳng qua Hà Sanh, rồi đến Đồng Kỳ kế đối xuống Vĩnh Trường, tá túc được 3 năm. Các người con cháu bà lần lượt qua đời, nên sau đó không ai quản lý ngôi Tam Bảo, ngôi bà Hàng Đạo nữa. Do vậy, hai cháu bà là bà Hà Thị Thiên và bà Thị Công lại một lần nữa chúng ta về này tin giá được tin ấy của bạn các đã thăm rất là số môn đồ của bạn trong số môn đồ đó có bà Phạm Thị Dũng Thị Dũng thấy sự thờ phụng và nó ở dưới ghe quá chật hẹp và đau buồn nên bà Nhượng đã hiến dâng miếng đất của bà để cất chùa cho tiện diện thời phúc bà năm và cũng để tín đồ đến phúc lại hàng ngày. Ngôi chùa đầu tiên được cất bằng tre lá đơn sơ vào năm 1953 tại xã Tân An. Sau đó chùa được trùng tu sửa chữa nhiều lần nên đẹp kính như ngày hôm nay. Phần ngọc cốt của bà Năm và hài cốt của bà trong dịch thân tập được con cháu cung kính về an nghỉ nơi trước chùa. Và vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, tức là ngày rằm tháng chạp năm Mậu Tuất, chuyện về bà Năm trầm dầu, bà Năm mũi dội trở thành một nữ tín đồ phần mạnh hiển đạo của giáo phái Vũ Sơn Kỳ Hương và tứ ân hiếu nghĩa, càng tô đậm thêm nét huyền thoại về người, về các tôn giáo bạn bản địa ở ra đời ở Nam Bộ vào thế kỷ thứ 20. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến tới hồi nào ạ? Đi với ai ạ? Bốn người. Sáu người. Rồi lên rồi chừng nào về? Rồi ăn uống gì chưa? Ăn bánh xèo, bánh xèo ngon lắm. Kìa bánh xèo đổ hết sức ngon luôn. Rồi vô cúng chưa? Tại vì còn làm lễ mà, chờ làm lễ rồi đi hả cúng? Lên 6 giờ tới giờ. Dạ. Dạ chút xíu ăn cơm bà Năm. Đồ bà Năm lại quá ngon rồi. Nãy giờ chổng quay quá, đồ ăn quá ngon. Cái nhà gì tới cái nhà? Nó đãi nước cho chồng bài bài của mình đó. Vậy hả? Rồi chuyến này có đi đãi không chị? À, mình tiếp tới chừng Đức Bổn Sư mình có đi chổng đãi không? Dạ. Tính Đức Bổn Sư chung ba chút tính chuyến này đãi gì? Đãi học bé. Còn mà tới chuyến này chổng mà đãi gì? Chưa biết tới đó mới tính đồ ra món phải không? Ai vậy tôi có đãi bún bò quế lạ lạ vậy tôi. Bà nấu bún bò quế ngon á. Bún bò quế là ngon á. Giờ nữa bà Út đi kêu bà Út lấy nồi cái chỗ bà Út đi nấu lại. Tại vì hổm dài con đi quay mấy cái lễ là không có ai đãi bún bò quế ít lắm. Mà không nghe trên xe nó gì đà gì nấu bún bò quế ngon lắm. Rồi chuyến này đãi bún bò quế ok đi. Ok trong video quay rồi đó nha, hứa đó. Rồi ai ăn muốn bún bò quế nữa về ba chút lễ Đức Bổn Sư ăn bún bò quế của vị Tư. Vị Tư gì? Tự nói đi. Đừng nói tên. Tôi nổ đi. Đạo đặt gì tôi nổ. Trời ơi, cái này về tư bỏ đi nấu bún bò quế nha cả nhà. Cả nhà tà nữa đi mà
Đức Bổn Sư ăn bún bò Huế của dì Tư. Với chấn chân tướng của Thủ Quyền tuần tháng 2022 kỷ niệm lễ dỗ lần thứ 86 và thứ 5, chúng con là con cháu đạo học, là đệ tử môn đồ cùng với các quan sát láng giềng vi phụ tại đây tổ chức lễ kỷ niệm thường niên kính thỉnh Thủ Quyền Phật Tổ quay lưng khoảng môn và Đức Bổn Sư. Thấy vậy bèn nói rằng: hôm nay đã đến kỳ thi đó, và bên phái nữ chị Tâm đã đậu hàng nhất, và từ đây chị lo cố gắng học hành, nếu không thì sau này sẽ bị rớt nhiều. Lãnh một ấn truyền đạo pháp và theo tư lệ tư liệu. Cái này quý vị chùa chúng ta lễ cáo vào do vị trí chặt có lẽ là chúng ta hiện tại hay gì lại lại thì các nén hương thành đức đã được cấp trên mô hợp của việc các bài quý vị có thể chúng ta lại cái bài cả bên này chúng ta xá ba xá ra điện bài chúng ta có thể quý vị còn thắp tâm thanh lễ tâm mô như là học giả sơn thanh tâm thanh lễ tâm mô như là học thanh tâm thanh lễ tâm mô như là học và thanh tâm thanh lễ Yeah.